Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trang trí theo bông hoa cúc lên cái nón bằng len như thế này với cái phần nhụy. Ở đây đầu tiên mình sẽ móc cái hoa cúc như thế này gồm 8 cạnh ha. Các bạn sẽ xỏ một cho mình cái sợi len màu trắng nè. Các bạn xỏ từ phía dưới lên trên giúp mình. Chúng ta giữ cái sợi len này đủ dài để làm 8 cạnh này. Sau đó chúng ta sẽ làm cái cánh đầu tiên. Đầu tiên các bạn sẽ xỏ xuống cái chân len mà chúng ta vừa móc lên. Sau đó xỏ len lên vào cái khoảng cách mà cánh hoa chúng ta muốn và giữ cái len ở phía dưới kim như thế này. Sau đó rút len lên. Các bạn sẽ có được cánh đầu tiên. Đâm cái kim này xuống phía dưới để giữ cái phần cánh đi lại. Tiếp tục các bạn sẽ làm cái cánh thứ hai. Chúng ta cũng xỏ từ dưới lên trên như thế này. Cánh thứ hai mình sẽ tiếp tục làm đối xứng ở phía bên này. Các bạn xỏ len từ phía dưới và lấy len lên đây. Lấy kim qua đây và để cái phần len ở dưới cái mũi kim này. Các bạn rút len lên. Sau đó sẽ làm một mũi kim xuống dưới để giữ cái cánh lại. Cánh thứ hai, các bạn tiếp tục cánh thứ ba giúp mình. Các cánh các bạn làm tương tự như vậy thôi, chứ là chúng ta sẽ xỏ từ phía dưới lên trên và giữ cái len ở phía dưới kim. Sau đó sẽ dùng mũi kim đâm xuống để giữ cố định cái cánh này lại. Cánh thứ ba tiếp tục sẽ là cánh thứ tư. Các bạn muốn làm cái hoa to thì các bạn có thể là cái khoảng cách cái kim đâm mình nó sẽ lớn hơn. Đây, nhớ giùm mình là cái len này mình sẽ để phía dưới cái kim. Xong chúng ta sẽ được cánh thứ tư. Tiếp tục các bạn làm cánh thứ năm ở đây, thứ sáu, bảy, tám, chia đều ra ha. Mình làm cánh thứ năm. Thứ sáu. Và cánh cuối cùng. Đây các bạn giữ len ha. Chúng ta xỏ cái mũi kim vào cái chân len này để giữ cái cánh lại. Như vậy là chúng ta sẽ xong 8 cánh. Các bạn cột cái phần này lại để cố định lại cái len, để khi mà chúng ta giặt nón thì nó sẽ không có bị bung những cái bông hoa này ra. Sau đó cắt cái phần len thừa này đi là các bạn đã xong một cái phần len. Xong một cái bông hoa. Cái đến mình sẽ làm cái phần nhụy tương tự như cái phần nhụy này ở giữa cái bông hoa này.
Các bạn thay cái màu len khác cần màu của nhụy. Ở đây mình làm màu vàng nhạt, các bạn có thể thay màu vàng đậm tùy theo sở thích mỗi người ha. Xỏ kim từ dưới lên trên ở phần giữa cái hoa như thế này. Sau đó các bạn giữ cái phần len này lại giúp mình. Ở kim này các bạn sẽ quay từ phía bên cái này mình từ bên phải ha. Từ đây các bạn móc với mình 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Sau đó sẽ đâm cái mũi kim này xuống dưới này, dưới cái lỗ chúng ta vừa lấy lên, và rút cái len này. Như vậy là chúng ta sẽ được xong một cái phần nhụy ở giữa, rất là đơn giản. Các bạn cũng cột cái phần len này lại giúp mình và cắt len thừa đi. Ở đây mình cột 2 vòng ha. Như vậy là các bạn đã thêu xong một cái hoa cúc lên cái nón để trang trí. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.